Đàn bà đừng bao giờ có cái ý tưởng cấm đoán đàn ông, bởi vì đàn ông chính là một đứa trẻ bướng bỉnh. Bạn càng cấm á, họ càng làm. Hãy hiểu một điều tất yếu ấy. Với một cái người đàn ông mà biết nghĩ, bạn không cần cấm, họ vẫn sẽ làm vì họ yêu bạn. Còn ngược lại với một người mà không biết nghĩ thì tình cảm họ dành cho bạn không đủ nhiều, thì bạn có cấm cản thì cũng bằng thừa. Có những chuyện chỉ nên nói một lần thôi, có những điều không cần phải lặp lại lần hai. Nếu họ để tâm, bạn chỉ cần nói đúng một lần. Nếu họ vô tâm thì tốt nhất là đừng có nói nữa. Bạn có nói bạn không thích họ đi đêm, họ đồng ý nhưng họ làm ngược lại, đừng tiếp tục nói. Hãy hiểu trong lòng rằng vị trí của bạn trong lòng họ không cao, hoặc đơn giản là lời nói của bạn không có trọng lượng trong lòng của họ. Có những điều chúng ta đừng cố gắng ngăn cấm. Đàn ông như con ngựa cuồng chân, càng trói chặt càng dục dã muốn chạy thật nhanh. Hãy hiểu rằng chúng ta là người yêu, là vợ, tuyệt đối không phải là mẹ. Có những chuyện chúng ta vì tốt cho họ, nhưng nếu họ không hiểu mà chúng ta nói quá nhiều sẽ trở thành gò bó. Trong tình yêu, hãy đề cao tinh thần tự giác và tự nguyện. Bạn yêu họ, bạn muốn tốt cho họ, họ yêu bạn, họ sẽ tự động thay đổi. Đấy đơn giản là quy luật trong tình yêu. Còn nếu họ không muốn thay đổi, có thể không phải là họ yêu bạn không đủ nhiều, chỉ đơn giản là họ yêu bản thân họ nhiều hơn yêu bạn. Cái tốt nhất nếu đặt nhầm chỗ sẽ thành ra dư thừa, quan tâm nếu như thái quá sẽ thành ra gò bó. Đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của một người, vì nếu yêu và họ yêu bạn, họ sẽ tự động dắt tay bạn vào cuộc sống của họ và vì bạn mà thay đổi, chứ không phải là bạn ép buộc hay ngăn cản là họ có thể thay đổi giống như cách sống mà bạn thích họ sống như vậy. Đàn ông hay đàn bà, ai yêu ai nhiều hơn không quan trọng. Ai vì ai mà đổi thay, mà nỗ lực sống tốt hơn, đấy mới là vấn đề các bạn ạ.